Vừa qua, phản ánh đến phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, một số hộ dân ở tổ 5, khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, tố giác đường mương thoát nước từ khu công nghiệp Phú Tài ra khu vực dân cư gây ô nhiễm, hôi thối, khiến cho đời sống bị đảo lộn. Kể về mùi hôi thối từ dòng nước thải, bà Trần Thị Mai, 55 tuổi, có nhà sát bên cống thoát nước thải, bức xúc nói. Chiều là bắt đầu ói mửa hết, là bắt đầu là không có ăn uống gì được và chóng mặt còn cứ nằm luôn vậy, phải đi bác sĩ. Rồi mấy đứa nhỏ ở nhà cũng vậy, cơ thể bị ốm rồi suy dinh dưỡng luôn rồi chứ. Chiều lại cái nước nó xông vô nữa là cứ nằm la liệt hết, không thể nào chịu nổi mà nó làm cho cái người mình nó mệt mỏi, rồi bỏ công bỏ việc hết. Nói chung là bây giờ là nhờ các cấp lãnh đạo giải quyết giùm, xử lý giùm bớt cái mùi này, trả lại không khí trong lành cho người dân chúng tôi. Bức xúc hơn, bà Võ Thị Bé Bãi, 50 tuổi, nói trước đây cũng mùi hôi thối như thế này, nhưng chúng tôi phản ánh. Sau đó đơn vị chức năng họ về lấy mẫu xét nghiệm thì có nguyên nhân do nhà máy bia trong khu công nghiệp Phú Tài xả thải. Đến nay mùi này lại tiếp tục khiến cho cả khu phố ở đây ảnh hưởng, có 17 hộ bị ảnh hưởng nặng nhất. Bây giờ nó hôi thối mà đến nỗi mà tôi là người chủ hộ ở đây mà dân khách tới thì uống cà phê, ai nó thấy nó cũng mắc hồn rồi đó. Nó kêu người ở đây mà ai mà ở nỗi. Nó ngầu có một lát, một giây mà 10 phút, 15 phút mà nó chịu không nổi mà người dân tôi ở ngày này qua ngày kia. Thì bây giờ tôi cũng nhờ các cấp ngành coi như là xử lý giùm cái nguồn nước đây giùm, chứ giờ nó đã hồi xưa kia một lần dân tôi đã lắp mương rồi, là đã xét nghiệm ra là nước, nguồn nước đây của nhà máy bia rồi. Nhưng mà giờ tôi lên ra phường tôi báo á, thì phường nói là bây giờ nó qua của tỉnh Thái Lan, không còn của tỉnh Bình Định nữa. Làm việc với báo chí, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó trưởng ban Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định cho biết, về thủ tục quản lý môi trường của nhà máy bia đều đầy đủ, đơn vị đã đầu tư hoàn chỉnh hệ thống thu gom, thoát nước mưa, đã đầu tư và đưa vào hoạt động trạm xử lý nước thải cục bộ của nhà máy với công suất thiết kế 1.200 mét khối một ngày đêm. Hiệu quả xử lý cấp độ B do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Định xác nhận. Từ đợt kiểm tra vào tháng 7 năm 2020, đơn vị chức năng xác định hai nguồn nước tồn đọng từ nước vệ sinh của người dân và nước rửa từ các bồn lắp tạm và nước làm mát máy nhà xưởng, văn phòng của công ty bia Sài Gòn miền Trung thời điểm dịch COVID-19. Tuy nhiên, về nguyên nhân phát sinh mùi hôi thối năm 2020, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh này xác định là do tuyến mương thoát bị ách tắc từ phía quốc lộ 1A, khiến nước thải, chủ yếu nước thải sinh hoạt của người dân bị tồn đọng lâu ngày gây mùi hôi thối. Nhưng khi phóng viên cung cấp một số thông tin kèm theo hình ảnh, clip về hiện tượng nước đen ngòm, sủi bọt trắng xóa thành từng vệt, xen lẫn vết dầu loang ở mương thoát nước phía bắc nhà máy bia Sài Gòn miền Trung, thì ông Nguyên cho biết sẽ chỉ đạo đơn vị chuyên môn kiểm tra lại để làm rõ có biện pháp xử lý. Hôm nay thì nhận được thông tin của các phóng viên thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho các phòng đơn vị liên quan, phòng quản lý tài nguyên môi trường, văn phòng đại diện tại khu công nghiệp phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng, chính quyền địa phương kiểm tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ chỉ đạo cho chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thường xuyên kiểm tra nạo vét hệ thống mương thoát nước của khu công nghiệp và không có để tắc nghẽn gây cái mùi hôi và cái nước bắn. Cũng sẽ đề nghị là công kiểm tra lại chỗ công ty bia Sài Gòn miền Trung, cái chủ yếu là cái hệ thống thoát nước mưa mặt bằng của công ty, xem thử có vấn đề gì như người dân phản ánh hay không. Nếu có thì chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định. Còn nếu như mà công ty đã thực hiện đúng cái DTM đã được phê duyệt thì chúng tôi cũng sẽ thông tin lại cho báo chí cũng như người dân biết để mà có cái phối hợp thông tin và xử lý kịp thời.